Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thoại cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về rất nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được là hàng này là hàng Samsung S10 5G. Hàng coi như này là hàng siêu thị thanh lý cho bên mình các bạn nhé. Rất nhiều này, rất nhiều sản phẩm là Samsung S10 5G này. Hàng này là hàng siêu thị thanh lý nhá. Bây giờ mình vừa mới về xong nhá. Đấy, vừa mới về xong các bạn nhá. Đấy, hàng này đóng gói, người ta gửi cho mình là đóng gói rất là cẩn thận các bạn nhá. Đấy, đâm là mình bóc ra cũng phải là từ tốn cẩn thận cho bạn nhá. Đấy, hàng siêu thị thanh lý nó phải khác bọt các bạn nhá. Đấy, bạn được. Đấy, người ta gói đóng gói rất là cẩn thận ạ. Đây, hôm nay nhà mình về rất nhiều luôn. Đấy. Đấy. Hàng này không mua thì các bạn mua hàng gì? Mình nói thật với các bạn luôn. Hàng này các bạn bỏ tiền ra các bạn mua thì đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Đấy. Đấy, mình về rất là nhiều rồi, mình tạm thời bỏ ra đây. Đấy, khách có khách đang chốt đây các bạn nhá. Khách đây là khách đang chốt S10 5G với mình đây. Đấy, khách này là khách ở Quảng Nam đang chốt S10 5G các bạn nhá. Đấy, rất nhiều đây ạ. Mình phải về tiếp tục nhá. Hôm nay mình sẽ bóc ra cho bạn coi như là hàng siêu thị thanh lý xem là như thế nào các bạn nhá. Đấy, S10 5G. Thì hôm qua cái lô hôm qua thì mình đã bán hết rồi. Thì lô hôm nay mình lại về tiếp tục cho các bạn nhá. Đấy, lô hôm nay mình lại về tiếp tục để phục vụ các bạn nhá. Đấy. Bạn nào mà thích màu nào hay là thích nào thì các bạn có thể gọi trực tiếp qua hai số hotline bên mình để đặt hàng các bạn nhé. Hoặc là bạn gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng bên mình nhé. Đấy, mình lại về rất là nhiều sản phẩm đấy. Đây, hàng siêu thị thanh lý cho bạn này. Đấy, đấy mình sẽ bóc người gói cẩn thận quá. Ui. Đấy, bóc ra phải cẩn thận các bạn nhé. Đấy, người ta gửi cho mình gửi tại vì gửi ở xa mà. Hàng này là hàng gửi ở xa. Đấy. Đâm là mình phải đóng gói cẩn thận các bạn nhé. Đấy. Đây, mình sẽ nhấc ra cho các bạn cũng như là xem luôn. Thứ nhất là về màu mẻ và thứ hai là về hình thức các bạn nhé. Đấy ạ, các bạn nhìn hàng siêu thị thanh lý nó khác chưa ạ? Máy không chê vào đâu được các bạn nhé. Hàng siêu thị, hàng đây các bạn đây. Thì là mình cũng xin là mời các bạn cũng như là thánh soi. Đây, các bạn mà dân chuyên nghiệp mua điện thoại, các bạn vào soi giúp mình các bạn nhé. Đây, đây các bạn soi luôn giúp mình điện thoại nhá. Đấy, hàng siêu thị thanh lý xem là có khác bọt không các bạn nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ rút cho bạn nhá. Đây và đây là màu đen này. Đấy, màu đen này. Đấy, đóng gói rất cẩn thận nhá. Đấy. Đấy, mình hàng này còn chưa lau chùi nhá. Đây đang bị dính cái bụi nhá, bây giờ mình chỉ lau tay cái nhá. Đấy, rất là sạch. Các bạn nhìn chưa ạ? Nó mùi cong queng các kiểu luôn các bạn ạ. Đấy, hàng siêu thị nó khác bột các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn nó khác chưa ạ? Đấy, các bạn mời các bạn coi như là thánh soi. Thánh soi ở mua điện thoại, các bạn mà chuyên nghiệp soi điện thoại các bạn nhìn giùm mình các bạn nhá. Đấy, hàng này nó có khác bọt không các bạn nhé. Đấy, hàng này của nhà mình thì mình sẽ bao cho bạn coi như là cam kết cho bạn là check zin hãng, check cửa hàng coi như là check tại cửa hàng và zin hãng. Đấy, nói chung là bao check thợ thuyền và hãng Samsung các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn nó khác chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Ui dồi ôi. Hàng siêu thị nó khác các bạn nhé. Đấy, màu đa sắc các bạn nhé, rất là đẹp nhé. Màu đen này ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Mình chặt tới đây thì có nhiều màu lắm đây. Màu đen đi. Mình bóc hai con màu đen ra đi. Các bạn nhìn chưa? Đây bẩn nhá, mình sẽ lau vào này. Lau tay vào thấy thôi, mình còn chưa thèm mình còn chưa lau rẻ lau 15-30 vào nó sánh bong sánh bóng nhá. Hàng này là hàng siêu thị thanh lý cho bên mình. Hàng ở siêu thị shop lớn ấy bày ra bán với mức giá là 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng các bạn nhá. Các bạn nhìn đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn. Đấy. Mình sẽ bóc, đây mình bóc hai con màu đen. Đây là màu đa sắc thì mình đã bóc rồi. Mình tạm thời bỏ ra đây để mình tìm màu gold cho các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn nhìn màu gold này. Úi, màu gold đẹp chưa ạ? Màu gold rất là đẹp luôn. Đấy, bạn nào mà hợp màu nào các bạn lại chọn màu đấy các bạn nhé. Đấy, S10 5G này, hàng siêu thị thanh lý này. Đấy. Đây là màu gold. Đây, mình sẽ bóc thêm là ba con gold và ba con đen cho các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa ạ? Mình chỉ lau tay cái là đẹp các bạn nhé. Úi giời, úi giời. Rất là đẹp luôn. Đấy, hàng siêu thị thanh lý các bạn nhá. Nó khác bọt các bạn luôn nhá. Các bạn nhìn nhỉ, góc cạnh nhỉ, khỏi phải chê luôn. Về từ màu mè rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ bóc ba con màu gold và ba con màu đa sắc cho bạn xem nhá.
con này là màu đa sắc, rất nhiều màu đa sắc luôn, toàn màu đẹp luôn. Đây, đây mình sẽ bóc màu gold các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn màu gold chưa ạ? Đấy, đấy, người ta vừa mới gửi về cho mình, tiếp tục vào chiều hôm nay xong các bạn nhé. Đấy, mình sẽ bóc ba con màu gold này. Và con ba con coi như đây là màu đa sắc này, rất nhiều màu đa sắc để các bạn coi như lựa chọn đặt hàng các bạn nhé. Mình sẽ tạm thời bỏ màu đa sắc đây. Và tiếp đến là mình sẽ bóc tiếp con màu gold, ở đây còn rất là nhiều nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về tất cả là được gần 20 cây. Đấy, gần 20 cây. Ờ, lô hôm qua thì mình đã thanh lý hết cho các bạn rồi. Đấy. Hàng siêu thị thanh lý các bạn nhìn khác chưa ạ? Đấy. Đấy, hàng siêu thị thanh lý các bạn nhá. Tại vì là mỗi cái máy của hàng siêu thị ra người ta gửi cho mình là sẽ có cái mã vạch các bạn nhá. Đấy, các bạn để ý kỹ nhá. Đấy, tất cả là sẽ có cái mã vạch các bạn nhá. Đấy, hàng siêu thị mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Tất cả là máy đẹp kem có mã vạch các bạn nhé. Tất cả máy đẹp kem, tất cả là máy mã vạch này. Đấy. Lúc nào mình sẽ gửi cho bạn thì mình sẽ ách nhíp lên test máy và mình sẽ coi như là bóc con này ra để mình vệ sinh cho nó sạch các bạn nhé. Đấy, hàng người ta gửi nguyên bản cho mình đây sẽ là có các cái tem email gì nhỉ mã vạch của máy nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đây thì mình cũng xin mời các bạn coi như là thánh soi ở trên mạng xem là các bạn con này nhìn hàng này như nào các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa ạ? Chất chưa ạ? Chất lừ luôn, màu đa sắc này, cong canh luôn. Đấy, các bạn để ý hàng siêu thị nhá, là sẽ là có một cái mã vạch này. Đấy, đấy, các bạn nhìn chất chưa ạ? Màu đa sắc rất là đẹp nhá. Nói chung là hàng này thì các bạn khỏi phải chê luôn, cứ nhận hàng thôi là các bạn nhìn thấy máy thôi là các bạn coi như là gì nhỉ, thanh toán thôi các bạn nhá. Nhìn rất là sướng và rất là tuyệt vời luôn. Đấy, ồ, hôm nay nhà mình có một con giá rẻ này thì mấy tí nữa mình sẽ thanh lý cho bạn nhé. Con này giá cực kỳ là rẻ. À, còn mấy con giá rẻ cơ, tí nữa mình sẽ thanh lý cho bạn. Thì sản phẩm này thì mình sẽ review sơ qua qua về cấu hình chi tiết cho sản phẩm là Samsung S10 5G này xem nó như thế nào đây. Các cái tem này thì mình cũng phải là che hết các bạn nhé. Đấy, che hết không lúc nhiều, lúc mà các cái shop mình thấy mình bán giá hợp lý quá, soi mói bốc phốt đầu buôn mình chết các bạn ạ. Đấy, thì mình sẽ active một con lên. Đấy, các bạn nhìn cho màu đen chưa, đen bóng nhảy các bạn nhé, rất là đẹp luôn, lau tay thôi cái là sạch các bạn. Nhìn rất là thích các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ active một con lên. Đấy, hàng này thì là sẽ nhập nguyên chiếc của gì nhỉ, Hàn Quốc về này. Nó sẽ là nguyên tiếng Hàn như này các bạn nhé. Đấy, nguyên tiếng Hàn luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa ạ? Đấy, hàng này thì các bạn chỉ thiếu mỗi hộp thôi là bán là máy mới luôn các bạn nhé. Ui dồi ôi, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hôm qua mình đã hôm nay khách Hà Nội mua rất là nhiều và mình cũng đã ship tỉnh rất là nhiều các bạn nhé. Đây ạ, các bạn nhìn khác bọt chưa ạ? Thì mình sẽ active nó lên cho các bạn coi như là xem check cái hàng coi như là siêu thị zin hãng này các bạn xem nó như thế nào các bạn nhá. Mình sẽ vào coi như là active của tôi. Và mình sẽ bỏ qua bước wifi thì mình sẽ vào coi như là trong cho nó nhanh các bạn nhá. Đấy, Samsung S10 5G có hỗ trợ 5G đời mới nhất và giá bên mình sẽ thanh lý cho bạn giá cực kỳ là êm và cực kỳ là rẻ các bạn nhá. Đấy, camera của nó rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì là rẻ hơn iPhone 8 Plus và đáng mua hơn rất là nhiều luôn các bạn nhé. iPhone 8 Plus pin có dung lượng có gần 3.000 và giá các shop bán với mức giá coi như là gần 7 triệu đồng. Gần 7 triệu đồng đến gì nhỉ? Hơn 7 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Tính năng thì mở khóa này có nhận diện khuôn mặt và vân tay các bạn nhé. Đấy, tính năng mở khóa con này thì sẽ có nhận diện khuôn mặt và vân tay này. Rất nhiều tính năng hay. Đấy. Xem về mức giá coi như là hơn 6 triệu bên mình thì là bán ra cho các bạn coi như là đáng mua không các bạn nhá. Các bạn nhìn máy ạ, chất máy nó khác hẳn luôn các bạn nhé. Đấy. Nói chung là đấy, bỏ ra với mức giá là hơn 6 triệu các đồng các bạn mua con này thật các bạn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Khỏi phải chơi luôn, mình sẽ test vào wifi cho bạn. Đấy ạ. Đấy ạ. Đấy, Samsung S10 5G thì là máy của nhà mình tất cả đều là phiên bản Hàn nhá. Đấy. Tất cả của nhà mình này đều là phiên bản Hàn, một SIM một sóng nhá. Đấy, mặc định về là chữ Hàn các bạn nhé. Đấy ạ. Ở đây nó sẽ là đây ạ, Samsung S10 5G phiên bản Hàn, một SIM một sóng đây ạ. Thông tin phần mềm thì con này lúc nào cũng được cập nhật là Android mới nhất các bạn nhé. Lúc nào thì cũng ưu tiên cũng như là sản phẩm này là cập nhật Android mới nhất là Samsung, họ chăm sóc người dùng cực kỳ là tuyệt vời. Và cấu hình con này thì là RAM của nó là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Thì con này là chạy chip Exynos là 9820. Chip này gánh game hay là dựng chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và cấu chip này nó rất là cao các bạn nhé. Chip đời rất là cao, 9820 các bạn nhé. Cổng sạc thì cổng sạc Type-C. Rắc tai nghe này tai nghe 3.5. Rắc tai nghe này là rắc tai nghe, ví dụ mà các bạn cắm ra mic livestream hay thu âm thì cực kỳ là hay. Nó sẽ tiện hơn là cái iPhone mà cái chân dẹt các bạn nhé. Đấy, cái hay ở cái Samsung này là có cái chân như này, rất là hay luôn. Đấy, cổng sạc các kiểu này rất là tuyệt vời luôn. Và tất cả của nhà mình đều là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy, màn hình đẹp keng,
không ám ố hay không lưu ảnh gì, không hàng không lộ cộ gì các bạn nhé. Đấy. Thì bọn này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là check hãng này, và các bạn có thể là mang ra cửa hàng check, hoặc là các bạn có thể là mang thợ thuyền qua nhà mình check hàng các bạn nhé. Nếu mà mình cam kết cho bạn, nếu mà không zin, mình sẽ tặng luôn cho bạn con máy này, khỏi phải bán luôn các bạn nhé. Đây, và đây địa chỉ cửa hàng mình. Các bạn có thể là mời coi như là mời coi như là thợ thuyền qua cửa hàng nhà mình. Đấy, dẫn thợ thuyền qua cửa hàng nhà mình nếu các bạn quen thợ thuyền. Đấy. Nếu mà các bạn check con máy này mà không zin thì mình sẽ cam kết coi như là tặng luôn cho bạn con máy này các bạn nhá. Đấy. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn ở gần có thể chỉ qua trực tiếp cửa hàng mình để mình check cho bạn. Còn các bạn nào ở xa mà nhận hàng online ấy, nhận ở xa mà mua Shipco ấy, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán ấy, thì các bạn nhận con S10 5G của nhà mình này thì các bạn có thể kiểm tra thoải mái. Nếu mà các bạn mà đã nhận rồi, thanh toán tiền rồi, ví dụ mà các bạn mà mang ra cửa hàng hay là mang ra hãng Samsung, mang ra cửa hàng gần nhà và mang ra hãng coi như là Samsung, nếu các bạn mà check không zin, mình sẽ tặng luôn các bạn con máy này các bạn nhé. Đấy, tặng luôn các bạn con máy này. Các bạn thích làm gì các bạn, hoặc các bạn bán đi cũng được. Đấy, mình tặng luôn cho các bạn luôn, không zin mình tặng nhé. Đấy, mình nói luôn cho các bạn, Việt Nam nói là làm. Nếu mà không zin, mình tặng luôn cho các bạn. Đấy. Đấy các bạn nhá, nên là các bạn yên tâm luôn về thứ nhất là về ngoại hình, và thứ hai là về cái độ zin của nó các bạn nhá. Bao check hạn, check cửa hàng thì các bạn yên tâm nhá. Đấy, con này thì active rồi. Và mình tiếp theo thì mình sẽ coi như là test cái phần âm thanh con này, xem là cái loa của nó thì cực kỳ to không các bạn nhá. Mình sẽ vào kết nối wifi. Đấy. Mặc định của bọn này thì là sẽ là về Việt Nam. Nó sẽ là coi như là các bạn lướt sang đây này, mình tải wifi xong nhá các bạn, lướt sang đây nhá. À đây các bạn vào mục tìm kiếm Google này. Đấy, nó sẽ ra cái chữ Hàn như này các bạn nhé. Thì các bạn mình sẽ chỉ luôn cho các bạn coi như là các bạn kích vào đây. Các bạn kích ở đây nó sẽ ra cái là tiếng Anh, các bạn kích vào đây để chọn coi như là cái tiếng Việt Nam nhá. Các bạn kích vào đây, đây các bạn kích vào ngôn ngữ nhập này. Các bạn tắt cái tiếng Hàn cho mình, xong bạn các bạn kéo cho mình xuống dưới này, cái tiếng Việt ở chữ T là phần bên dưới các bạn nhé. Đây các bạn kích vào tải tiếng Việt cho mình. Đấy, các bạn kích vào tiếng tải. Nếu mà mạng nhanh thì sẽ tải về nhanh các bạn nhé. Đây mình kéo vào đây nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Lúc nào tải xong nó sẽ hiện là đây. Lúc nào tải xong nó sẽ hiện tiếng Việt. Đây các bạn có thể là tắt cái English này. Đấy các bạn chọn nó nhá. Các bạn tắt English nhá. Đấy mình sẽ chọn tiếng Việt nhá. Đấy. Nên là các bạn không coi như là không cần phải cài coi như là cái bộ gõ tiếng Việt đấy các bạn biết đấy. Ánh mắt, ánh sáng, ánh kim đấy nó sẽ hiện lên coi như là gợi ý từ cho các bạn đấy, ánh hồng, ánh nhiệt đới các kiểu rất nhiều, rất là hay các bạn nhá. Đấy. Các bạn đỡ phải cài ứng dụng. Và đây mình sẽ vào coi như là test cái phim. À về màn hình con này thì mình cũng chưa nói. Màn hình của nó con này thì là màn hình Dynamic AMOLED 6.7 inch QHD 2K+. Đấy. QHD 2K+ các bạn nhé. Camera con này thì là camera rất nhiều cam. Camera có chụp là góc rộng, chụp là góc rộng, góc hẹp rất ok luôn. Camera của nó là quay video 4K full màn hình các bạn nhé. Đây chế độ coi như là mình sẽ chọn chế độ full màn hình các bạn. Đấy. Full màn hình các bạn nhìn rất hình ảnh rất là đẹp các bạn nhé. Rất là trong luôn. Ui giời. Sướng lắm. Nói chung các bạn mua bọn này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái màn hình 2K cực kỳ tuyệt vời. Và đây độ sáng thì mình chỉ cho mức bộ vừa phải thôi. Mình chưa cho sáng hết, mình cho sáng hết. Quá là sáng luôn. Nó sáng lắm, nó đẹp kinh khủng luôn các bạn ạ. Mình sẽ vào có như là phim 4K. Đấy. Phim 4K. Đấy. Trên thị trường con này đang bán với mức giá là 6.3 triệu. Đến là từ 6.3 triệu đến có như là 7 triệu đồng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ thôi. Các bạn cứ yên tâm về giá cả của mình nhá. Với loa các bạn to không ạ? Ôi ôi, dòng S Samsung thì bạn khỏi phải chê luôn. Cái loa nghe nhạc xem phim nó quá là to và quá là sướng các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn hình ảnh kìa. Samsung bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì các bạn nhá. Mà cái loa của nó là to lắm. Đây, các bạn nhìn cho bạn hình ảnh kìa. Nó quá là đẹp luôn. Cái màn hình món này các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, loa con này thì loa nghe kép nhá. Một loa bên trên này, một loa bên dưới này. Các bạn nhìn đẹp không ạ? Nhìn nó trong vắt luôn, các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì các bạn nhá. Hàng siêu thị nó khác, thanh lý nó khác, nó không hà phải hàng lộn cộ bạn nhá. Đấy. Đấy, nhìn nó vẹt thì nó sáng luôn. Mình sẽ vào coi như là nghe cái bài nhạc vàng Nỗi lòng người tha hương. Mình sẽ vào nghe bài của anh Duy Mạnh các bạn nhá. Một ca sĩ Duy Mạnh rất là đình đám. Đấy, các bạn nhìn nghe nhạc vàng chưa ạ? Đấy. Các bạn nghe nhạc chưa ạ? Sướng không ạ? Nó quá to và quá sướng các bạn ạ. Đấy. Đấy, các bạn nhìn màu mè chưa ạ? Nó sương lắm. Nói chung là cái màn hình Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn nhé. Các bạn nghe nhạc cho bạn nhá. Đấy. Đêm đêm tôi nằm cùng
Đấy, các bạn nghe nhạc sướng ạ. Các bạn nghe nhạc vàng thì khỏi phải chê luôn. Nó quá sướng luôn. Nói thật các bạn, bỏ tiền ra các bạn mua con S10 5G này nó thật đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nói thật với các bạn luôn. Và có hỗ trợ cũng như là tính năng 5G luôn các bạn nhé. Con này thì là hỗ trợ tính năng 5G luôn. Với dung lượng cũng như là 256GB. Nói thật các bạn, lưu trữ, nói thật các bạn, không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy. 256GB các bạn lưu tẹt ga các bạn nhé. Mình nói thật với các bạn, nếu các bạn mà dùng vừa vừa ấy, 256GB các bạn không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy. Đấy. Đấy, S10 5G đấy. Một là màu đen các bạn nhá. Hôm nay nhà mình lại về được là ba màu các bạn nhá. Một là màu đen này. Và hai con này. Đấy, tiếp đấy là màu này là màu gold các bạn nhá. Đấy, bạn nào hợp phong thủy màu nào các bạn đã chọn cho mình màu đấy nhá. Đấy. Và ba là màu đa sắc. Đấy. Thì là giá con này là trên thị trường đang bán với mức giá coi như là 6,3 triệu đến 7 triệu đồng. Và shop lớn thì bán ở cửa hàng với mức giá là hơn 7 triệu đồng các bạn nhá. Nhưng với ở shop mình hôm nay thì mình sẽ bán cho các bạn coi như là với giá là 6.200k. Đấy. Còn về độ zin hay nguyên bản hay không thì là tại sao, ví dụ nhiều bạn đã thắc mắc tại sao lại bán giá hợp lý như thế và giá coi như là nói chung là giá quá ưu đãi như thế thì là có zin hay không, thì mình cũng trả lời luôn cho câu hỏi các bạn này. Mình cũng trả lời luôn câu hỏi cho các bạn này. Nếu mà các bạn mang ra hãng, mình sẽ bao cho các bạn hàng nhà mình nhá. Đấy. Nếu mà các bạn mang ra hãng này hoặc là mang ra cửa hàng gần nhà này không zin đấy, mình sẽ tặng coi như là mình sẽ tặng luôn cho bạn coi như là cái máy này các bạn nhé. Đấy, mình sẽ tặng luôn cho bạn không lấy tiền. Đấy, tặng luôn không bán. Đấy, cam kết cho các bạn luôn. Hoặc là bạn nào mà có thể là quen thợ thuyền, các bạn có thể là dẫn thợ thuyền qua cửa hàng như mình các bạn nhé. Check không zin, tặng luôn máy ở cửa hàng luôn các bạn nhé. Đấy, và bên mình thì là có ship cô ba miền nên là các bạn yên tâm. Đấy. Thì đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình nhá. Đây địa chỉ cửa hàng mình đây ạ. Đấy, bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và đây là số 2 số hotline bên mình. Nếu mà Zalo fanpage mình không trả lời kịp thì các bạn thể liên hệ trực tiếp qua 2 số Zalo bên mình các bạn nhé. À, 2 số hotline bên mình. Và tất cả sản phẩm bên này của nhà mình thì là cứ lỗi đổi một trong một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm. Đấy, yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đấy, nói chung là cái bọn này nó thật các bạn đã nhận hàng mà đã dùng rồi, nói thật các bạn không bao giờ phải gửi ra cho mình nữa, mình khẳng định với các bạn luôn. Tại vì bọn này nó tỷ lệ nó lỗi nó không có các bạn nhé. Mình đã test hết ở nhà rồi, các bạn dùng rất là sướng các bạn nhé. S10 5G coi như là hàng siêu thị thanh lý cho bên mình. Hàng này người ta đã nhập qua các khâu rồi, người ta đã test kỹ lắm, kỹ kinh khủng rồi các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả mình và cái độ zin bên mình nhé. Đấy, 6.200k cho sản phẩm là Samsung S10 5G. Và đủ màu để các bạn lựa chọn nhá. Đấy, màu đen này, màu đa sắc và màu gold. Đấy, rất là ok các bạn nhá. Thì là bạn nào muốn xin sản phẩm là Samsung S10 5G này thì các bạn có thể liên hệ qua hai số hotline mình đặt hàng. Và bây giờ thì là cũng muộn rồi và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít sản phẩm là Samsung. À đây, sorry các bạn, mình còn một con máy nữa. Mình chưa giới thiệu các bạn là con này là con Poco nhá. Đây ạ. Con này là con Poco F1, con này là Poco F1 các bạn nhá. Con Poco F1 này thì là mình cũng chưa tìm hiểu về con này nó nhiều. Đâm là mình chỉ nhớ coi như là con này của nó là gì nhỉ? Thông tin pháp lý này. À không phải là. Con Poco F1 này thì là cấu hình của nó cực kỳ là khủng các bạn ạ. Đấy. Các bạn gọi Zalo cho mình nhá. Con này thì của nó là phiên bản Poco F1 nhá, con này là phiên bản là RAM 6GB nhá. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 1 bộ nhớ trong là bao nhiêu GB mình không biết. Đấy, RAM 6, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhá. À, con này thì là mình nay thì mình có thâu lại của khách này. Khách cũng đã báo với mình là con này là khách cũng đã ép kính một lần rồi các bạn nhé. À, con này thì là mình cũng là thâu lại Poco F1 này thì là mình cũng lâu thâu lại của khách. Khách báo với mình con này là ép kính một lần rồi thì là mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.700k nhé. Đấy. Khách ép kính lại một lần rồi. Đấy. Mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.700k các bạn nhé. RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Poco F1 các bạn nhé. Màn hình thai thỏ rất là đẹp nhé. Đấy, 1.700k cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Poco F1 này các bạn đi tay hàng mình sớm nhất nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về rất nhiều sản phẩm S10 5G các bạn nhé. Đấy, rất nhiều màu để các bạn lựa chọn nhé. Đây còn rất là nhiều. Mai mình lại về tiếp tục luôn. Lô này thì mai mình thanh lý hết thì mình sẽ lại về tiếp tục nên là các bạn thao lựa chọn nhé. Đấy ạ. Gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình các bạn nhé. Đấy ạ. Đấy, cam kết cho bạn coi như là check hãng, check zin luôn các bạn nhá. Không zin coi như là tặng máy các bạn nhá. Đấy, nên các bạn yên tâm bên mình nhá. Xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhá.